Mến chào quý bà con, cô bác, anh chị và các bạn yêu thích cây dừa bonsai đã đến với kênh Bonsai Dừa Hoàng Linh. Hôm nay thì mình sơn mấy cái tác phẩm chổng mông lên trời mọi người. Hôm mình có thực hiện một cái clip ôm mấy cái dáng chổng mông trời này rồi nè. Mọi người có thể lên kênh tìm lại xem ôm quyết định dáng thế chổng mông lên trời nha mọi người. Mình có được 8 cây. Nãy mình sơn thì cũng được mấy cây mà chỉ còn 3 cây nữa thôi. Mình nhớ ra là sẽ quay lại một cái clip để chia sẻ cho mọi người xem giải trí. Đây là toàn là tác phẩm chổng mông lên trời hết mọi người. Nó ra được 3 lá, 4 lá hết rồi. Mình sơn để cho nó chống nứt gáo mọi người. Cái mình để lâu quá thì cái gáo nó hay nứt lắm. Có trái nó cũng hơi răng răng rồi. Nhưng mà mình sơn bio lên thì nó sẽ chống nứt là nó sẽ bích lại rất là đẹp luôn mọi người. Thì bây giờ là mình tiến hành sơn cái trái này nè. Thì mình chia sẻ với mọi người xem luôn. Mình dùng nước sơn bóng mọi người. Nước sơn bóng nè. Nước sơn bóng loại pha sẵn đó, mọi người. Loại pha sẵn để người ta sơn gỗ á. Để mình sơn. Mình sơn xong mấy cái trái này xong cái mình quay cận lại từng trái kiểu dáng cho mọi người xem giải trí nha. Cái này mình sơn xong là một chút nữa mình sơn, có thể ngày mai mình mới sơn lại đi cho nó khô á, mình sơn lại một nước nữa mọi người. Mình sơn hai nước nó dày, nhìn thấy nó sẽ rất là đẹp luôn. Mấy em này là gáo mini hết mọi người. Chỉ có một em gáo hơi to, cũng là thuộc dạng mini, cũng không to lắm. Gáo nhọn rồi. Em này mình đang sơn là cái gáo nhọn này, rất là đẹp. Chổng thẳng lên là trời luôn nha. Còn có mấy em kia thì gáo tròn mọi người. Mình sơn sơ qua mặt nước thôi. Cho nó dính rồi để khô, mình sơn thêm nước nữa hoặc là để ngày mai cho nó khô luôn, sơn nó ok hơn mọi người. Để thật khô mình sơn lại nước nữa, nó rất là bóng hết. Nhìn thấy cái gáo dừa rất là tuyệt vời. Cái này mình ôm hồi trước mình ôm bằng thủy canh mọi người, xong cái mình đưa vô chậu giá thể đất sơ dừa mình ôm lại. Bây giờ rễ nó phát triển to to hết, nó cứng hết rồi, cứng cáp hết rồi. Lá cũng phát triển như cái này là được 4 lá này mọi người. Nè, có một cái đọt non ở trong nữa nè. Cái này là sắp thành phẩm rồi mọi người. Nhưng mà mình để cho nó nhiều nhiều lá mình mới bắt đầu cho cái rễ nó lên mọi người. Cái này nó cũng 4-5 rễ á. Rồi, một cây mọi người. Rồi, một em gáo dài. Mình tiếp tục sơn với cái em gáo tròn này nè. Đó, em này gáo tròn, cũng không tròn mấy mà, cũng hơi, hơi dài dài chút. Đó, sơn lên cái gáo bóng rất là đẹp luôn, nhìn nó bóng lên. Cây này thì nó có bộ rễ rất là tuyệt mọi người. Để chút xíu đó, mình quay cận cho mọi người xem. Đó, cây này nó có cái rễ nè. Chổng gần trước hai bên luôn. Rất là đẹp luôn mọi người. Và nó có một cái rễ đằng sau để giữ cái gáo luôn. Chút xíu mình sẽ quay cận từng tác phẩm cho mọi người xem giải trí. Đó, một em nữa mọi người. Để đây cho nó khô nha. Đây còn một em nữa. Em này mình tính ôm rễ thật cao nè mọi người. Em này rất là nhiều rễ luôn. Mình ôm cao lên nè, để mình lấy bộ rễ dài nè. Em này cái dáng rất là đẹp mọi người. Em này cũng được 3 lá. 3 lá với một đọt non bự và một đọt non nhỏ mọi người. Đó.
Em này là trái dừa biển mọi người, dừa biển xinh xanh. Còn mấy em kia là dừa ẻo mini mọi người. Em to bên đây cũng là dừa biển gáo tròn mọi người. Dừa trái nó rất là to, nó bị ngập mặn nó còn nhỏ xíu, gọi là dừa biển. Dừa biển cái gáo nó rất là dày mọi người. Cái vỏ cái gáo của nó rất là dày mà nó sần sừ hơn cái dừa ẻo hoặc là dừa xiêm. Cũng gọi là dừa xiêm, ngày xưa là gọi là dừa xiêm ta. Bây giờ xiêm nhân giống trồng vài năm thì có trái rồi. Dừa này dừa xiêm ta hồi xưa trồng rất là lâu có trái mọi người. Rồi. Xong mọi người. Để bây giờ mình sẽ quay cận từng trái cho mọi người xem nha. Rồi đây mọi người, đây là một cái tác phẩm đầu tiên nè. Tác phẩm mình vừa sơn xong nãy nè. Đây là trái dừa biển nha mọi người, nè cái gáo nó sần sùi mọi người thấy. Đó. Cái dáng của nó mọi người xem nè, cái gốc rất là đẹp luôn, nó từ đây ra đây. Nó có nhiều rễ lắm mọi người, 5-6 rễ lắm. Nó có một cái rễ chống gáo đây nè mà còn non mình che lại nè mọi người. Để mình sơn dính vô rễ non nó dễ chết lắm. Nó được ba lá mọi người, ba lá với một đọt non nhỏ và một đọt non mới lúa ở trong nữa. Đó. Nó rất là đẹp luôn mọi người. Cho nó lên tới cái đọt non này lên cao nữa là rất là tuyệt vời luôn. Rồi, một tác phẩm nha. Mình lấy tác phẩm thứ hai cho mọi người xem. Rồi đây là một tác phẩm thứ hai nữa mọi người. Này là dừa ẻo gáo tròn. Sim đỏ. Đó. Nè, nó có rễ 1 rễ, 2 rễ, 3 rễ, rễ này rễ chống gáo mọi người. Đó, 4 rễ. 4 rễ ở trong này luôn nè. Có 5 rễ, 6 rễ gì đó. Nó lên được 3 lá, 2 lá mọi người, 2 lá với một cái đọt cũng to cũng gọi là 3 lá đi. Gáo tròn rất là đẹp luôn mọi người. Đó. Cả đều là tác phẩm chổng mông lên trời hết nha mọi người. Đó. Rồi em lấy tác phẩm tiếp theo cho mọi người xem nha. Rồi tác phẩm tiếp theo là dừa ẻo xanh mọi người. Cái lá của nó là trẻ vô trong cái gáo rất là đẹp luôn nè. Nó còn lên cao nữa mọi người. Lên cao chút nữa là nó trẻ vô cái gáo nhìn rất là đẹp. Được 2 lá và một đọt non to nha mọi người. Gáo nhọn chổng luôn, chổng mông lên. Rất là đẹp luôn. Đây nè. Nó cũng được tầm 4-5 rễ mọi người. Nó có cái củ hết trơn. Mấy cây này là mình xuống lá, cái gốc của nó có thân hết trơn rồi mọi người. Cây nào cũng có thân hết. Một khúc hết rồi. Đó. Rồi tiếp theo một tác phẩm nữa nha. Rồi đây là tác phẩm thứ tư mọi người. Em này là có cái đế ở dưới mà cái gáo nằm ở trên luôn, chổng ngược lên. Này là em vừa éo mọi người, cái gáo nhọn lên rất là đẹp nè, mọi người thấy không? Rễ nó nè, rất là to rồi. Em này được 3 lá và một đọt non nhưng mà lá nó là sắn không đồng đều mọi người. Dạng như là nó sắn tự nhiên, nó cái lá sắn, cái lá nó vậy nè mọi người. Đó, rất là đẹp luôn, rất là lạ luôn. Này, nó có cái rễ chống gáo nè. Đó, nó được 4 rễ. 1, 2, 3, 4. 5 rễ mọi người. Trong này nữa. Trong nữa là 6 rễ mọi người. Đó. Rễ nhiều nó sẽ giúp khi chúng ta nâng rễ lên nó giúp nó cho cái cây nó cứng cáp mọi người. Nó không bị gung nữa. Nè, cái lá này nó sắn đầy nhiều mọi người xem này. Đó. Lá nào nó cũng sắn vậy hết mọi người. Sắn qua này. Đó. Mọi người thấy không? Rồi. Một tác phẩm này rất là đẹp, rất là lạ nha mọi người. Rồi để em lấy tác phẩm tiếp theo cho mọi người xem nha. Rồi đây là tác phẩm thứ 5 mọi người. Đó, tác phẩm này cũng chấm rồi.
hay là dừa éo luôn mọi người. À, lá nó ra ok nè, thấy không, nó cũng được tầm 5-6 rễ gì mọi người đó. À, lá nó rất là ok luôn, đều cái lá này nè, nó từ từ nó lên, nó sẽ bung ra nó che là cái gáo rất là đẹp luôn mọi người. Là mình được ba lá nè, cái lá này sau này mình bỏ mọi người, cái lá nhỏ này sau này mình bỏ, lấy ba lá và dưỡng được non trong thôi cho nó đều với nhau, lá nó đều với nhau đó. Rồi em lấy tác phẩm tiếp theo cho mọi người xem nha. Rồi đây mọi người, đây là tác phẩm thứ sáu nè. Tác phẩm thứ sáu này là gáo tròn dừa đỏ, sim đỏ mọi người đó. Nó được ba lá và một đọt non, với một đọt non nhỏ trong nữa mọi người. Sau này mình cũng bỏ cái lá nhỏ này mọi người cho nó cân đối đều nè đó. Ấy ba lá này thôi, mọi người xem giải cho nó rất là đẹp này. Một cái rễ chấm gáo mọc ngang ra luôn mọi người, to nè, dài. Trong đây một cái rễ chấm gáo nữa này đó. Và đây một cái rễ, rồi đây một ở đây, mà cái cuống của nó là nằm đây mọi người. Cái gáo thì nó mọc thẳng lên rất là đẹp luôn. Còn đây là một cái rễ chấm đằng trước này, nó chấm ngược ra luôn đó mọi người, thấy không. Đó, tới mình ăn gửi lên là rất là ok luôn mọi người. Mọi người có thể lên kênh mình lục lại xem cái clip hôm bữa mình ôm mấy cái kiểu chấm ngược này nè. Mình có làm một cái clip rồi, mọi người xem lại thì cái cách ôm như thế nào nha. Đó. Rồi, để mình lấy tác phẩm tiếp theo đây cho mọi người xem nha. Rồi tác phẩm tiếp theo là một em dừa biển mọi người, dừa biển sim đỏ. Đó, nó có cái rễ rất là tuyệt vời nè, cũng giống giống cái trái kia luôn mọi người. Nè, nó mọc từ đây dòng ra tới đằng trước cấu thân. Đó, nó có trách nhiệm mà chịu cái gáo lại kế cái đây luôn mọi người. Rồi đằng sau là có hai rễ chấm gáo luôn nha, hai rễ này dài chấm cái gáo ra. Đó. Sau này cái gáo của chúng ta sẽ chắc chắn rồi, có rễ chấm rất là chắc chắn nha. Ở dưới này thì nó được 4 rễ, ở trên đây 3 nữa là 7 rễ mọi người, 7 rễ hay 6 rễ vậy đó. Ở dưới này nó mọc dưới này nè đó, sau này mình nâng rễ lên là rất là đẹp luôn. Em này thì nó ra cái lá rất là lạ mọi người, nó sắn tùm lum ở trên kia, nó sắn nha. Lá này sau này ra chắc cũng sắn như vậy mọi người đó, lá nó dài mà nó lùn mà nhưng mà nó dài ra nó sắn đó, người thấy không đó. Rồi lấy tác phẩm tiếp theo cho mọi người xem nha. Tác phẩm tiếp theo là tác phẩm cuối cùng luôn rồi, tác phẩm thứ 8 nè. Gáo trọng lên rất là đẹp nhưng mà tội cái là cái đọt của nó là nó bị trù mọi người. Nè, mọi người thấy không, đây nè, cái đọt của nó bị trù mọi người. Mình đang dưỡng lại cái lá trong nó ra dài hơn nè, mọi người thấy không. Hai lá này sau này mình bỏ đi, nó bị trù nó ra không được mọi người. Nhưng mà rễ là rất là êm nè mọi người, đây cái rễ, đây cái rễ nè đó, nhìn rất là cân đối. Gáo này nhìn cũng rất là đẹp luôn. Đằng sau này thì nó có thêm 1 2 3 3 rễ nữa mọi người, đằng sau có thêm 3 rễ nữa, đằng trước 2 rễ là 5 rễ đó. Sau này dưỡng cái lá này lại nó mới ok mọi người, cho nó cao lên đây nè, cho nó bung ra. Rồi. Rồi clip của mình nãy giờ cũng hơi dài mọi người. Mình đây là những cái tác phẩm mình muốn chia sẻ cho mọi người xem giải trí, cái cách ôm chổng ngược mông lên trời. Mọi người xem clip thấy chia sẻ của Linh thú vị cũng như hữu ích cho mọi người xem giải trí, thì mọi người đừng quên like video, chia sẻ video rộng rãi lên mạng xã hội để tất cả những cô chú anh chị, các bạn, anh em yêu thích dừa bonsai cùng kết nối đam mê và chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm trồng cũng như nuôi dưỡng cái dừa bonsai Việt Nam nha. Mọi người cũng đừng quên đăng ký kênh, nhấn vào chuông để nhận thông báo sớm nhất những clip về dừa bonsai của Linh nha. Rồi chào tạm biệt mọi người nha. Hẹn gặp mọi người trong những clip về dừa bonsai lần sau nha.